muốn phát động viện cổ Tiền Trầm cần tới nơi sâu nhất của hồ Tiên Viện Cổ. Mà trong hồ Tiên Viện Cổ có năng lượng trời đất đậm đặc, càng vào sâu năng lượng càng mạnh, không phải là tất cả mọi người đều có thể chịu được áp lực. Đồng thời sự khảo nghiệm sức mạnh đó không chỉ là tu vi, mà phần lớn là khảo nghiệm nghị lực, sự nhẫn nại của một người, còn cả ý chí quyết tâm và thiên phú tu võ nữa. Cũng chính vì vậy mà con người được cảm thấy có thể phát động ra viện cổ Thiền Trầm chính là chuyện vô cùng vinh quang. Có thể phát ra viện cổ Thiền Trầm không chỉ chứng minh được thiên phú tuyệt vời mà còn là vinh dự của cả nhân loại. Đáng tiếc, ở hồ Tiên Viện Cổ mà Thanh Mộc nằm làm quản lý, chưa có ai có thể chẳng phát động viễn cổ Tiền Trầm. Mà dù có phát động thì được thứ phóng thích ra cũng là lôi điện màu xanh lục, nhưng cũng có người cho rằng vốn không có cách nối phát động viễn cổ Tiền Trầm, mà nó là hiện tượng tự nhiên, không phải do con người điều khiển. Dù thế nào thì tới lúc đó cứ thử là biết. Nhưng cũng có người cho rằng căn bản là không có cách nối phát động viễn cổ Tiền Trầm, mà đây là một hiện tượng tự nhiên của hồ Tiên Viễn Cổ chứ không do con người kiểm soát. Tại sao? Trước đây trưởng giáo đại nhân đã từng nói nơi sâu nhất của hồ Tiên Viễn Cổ có sức mạnh rất lớn. Nếu không chịu được, nhẹ thì hôn mê mấy ngày, nặng thì mất mạng tại chỗ, nổ tung cơ thể mà chết. Dường như năm nào cũng có không ít người tài hoặc là yêu thú vì phát động viễn cổ Tiên Trầm mà mất mạng. Thế nên hồ Tiên Viễn Cổ còn có một cái tên khác là Thiên Tài Mộ Địa. Thiên Tài Mộ Địa, chẳng lẽ không ai có thể vào nơi sâu nhất của hồ Tiên Viễn Cổ thành công mà? Nếu tinh linh được sinh là con người thì chỉ có chúng bình an bước ra thôi. Nếu chúng có thể chịu được, tại sao chúng ta lại không? Chuyện này khác. Tương truyền tinh linh viễn cổ chính là do hồ Tiên Viễn Cổ mang thai sinh ra, huyết mạch chi lực giúp chúng thoải mái tu luyện ở hồ Tiên Viễn Cổ. Tóm lại là ở đó rất nguy hiểm, sợ phong sư đệ phải nghĩ cho kỹ mới hành động đấy. À, đã tạ ý tốt của vương vi sư tỷ, nhưng mà phí vào đây đắt đỏ như thế, ta cũng trả rồi. À, nếu không vào thám thính cứ vậy thấy không hợp lý cho lắm. Sư tỷ yên tâm, sở phong ta làm việc có lúc rất lộ mãn, nhưng mà có chừng mực, tuyệt đối không biết chết mà có chấp đi một mình đâu. Vậy thì tốt. Đi thôi, phong cảnh cũng không tệ, là lúc xuống đó rồi. Nếu ta tính không lầm thì hồ Tiên Viễn Cổ này rất nhanh thôi sẽ mở ra. Thử dùng thiên nhãn xem có thể nhìn thấy nhiều cảnh tượng hơn không. Tượng thần này hình như có sức mạnh đặc biệt, thiên nhãn không thể nhìn thấu, thậm chí đến tinh thần lực cũng vô tác dụng ở đây. Nhìn kìa, là Thanh Mộc Nam Lâm. Thanh Mộc Nam Lâm tới rồi. Đây là Thanh Mộc Nam Lâm, thế lực trực thuộc chính thống nhất. Wow, đúng là Thanh Mộc Nam Lâm rồi. Mọi người hãy mau nhìn kìa, là người của Thanh Mộc Nam Lâm tới đó. Ôi, đây là ai? Đây không phải là thế lực trực thuộc chính thống nhất Thanh Mộc Sơn, Thanh Mộc Nam Lâm sao? Là Hắc Mãn Trại và Ban Nhược Giáo. Không ngờ chúng đã tập kết mấy trăm thế lực thuộc hạ cấp 2 để chặn ngựa của Thanh Mộc Nam Lâm. Chư vị trưởng giáo, đã một năm không gặp rồi, vẫn như vậy nhỉ? Hắc Mãn Trại chủ, Mộc Hổ. Mộc Trại chủ, khách sáo rồi. Xem ra, người tới không có thiện chí. Thanh Mộc Sơn, người thống trị của Thanh Mộc lĩnh vực ta, là bá chủ không nghi ngờ vào đâu được. Các cao nhân khá có vô số, có rất nhiều. Đến trời ban thần thể cũng không chỉ có một hai người. Thanh Mộc Nam Lâm mạnh như vậy, các thế lực trực thuộc cũng không thể đếm xuể. Nhưng thế lực chính của Thanh Mộc Nam Sơn, của Thanh Mộc Sơn chỉ có bốn nơi, đó là Đông Tây Nam Bắc Lâm. Bây giờ Đông Tây Bắc Lâm, Thanh Mộc Nam Lâm của người là đã yếu hơn, chỉ còn là thế lực nhị đẳng, cũng ngang với cái đệm lót rồi. Tuy không chuyện giáo, ta muốn hỏi một câu, người có thấy xấu hổ không? Đúng thật, khoảng cách quá lớn rồi đó. Nhưng mà Hắc Mãn Trại chỗ này không ngờ lại ngang nhiên khiêu khích Nam Lâm, đúng là đã đủ lông đủ cánh rồi đây. Mộc Trại chủ, ta khuyên ông ăn nói chú ý một chút,
Dù thân phận của ông thế nào, đằng sau có ai trong lưng thì trưởng giáo nhà ta cũng không thể để ông sỉ nhục đâu. Ta và trưởng giáo của người nói chuyện từ lúc nào đến lượt người chen miệng. Người nghĩ người là cái thá gì? Hạc Mạnh trại chủ cũng là tận trung vị Thanh Mộc Sơn, mọi người ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp, ta khuyên người đừng có quá đáng. Ôi, đây không phải là trưởng giáo của Lội Văn Cát sao? Hôm nay dạy ra được một đệ tử không tệ đấy, chẳng trách mấy hôm trước lại hinh hoang như thế, nói là Vân Lôi các người sắp vùng dậy rồi. Từ không trưởng giáo, Thanh Mộc Nam Lâm không phải là trước giờ đều độc lập sao? Sao hôm nay lại đi cùng Lôi Văn Cát, chắc không phải là đi rút với Vân Lôi các chứ? Nói hay lắm, trả chủ đại nhân. Người này ăn nói đúng là quá đáng, Thanh Mộc Nam Lâm không giáo huấn hắn à? Vương vị sĩ tỷ, tại sao trưởng giáo đại nhân lại không đứng ra đỡ lời? Chẳng lẽ có ẩn tình gì sao? Sợ dĩ chúng ngông cuồng như thế là vì bấu víu được vào thế lực nhất đẳng Tham Tinh Quang. Tham Tinh Quang là một trong năm ngọn núi trực thuộc của thế lực nhất đẳng của núi Thanh Mộc, là bá chủ công nhận. Từng có một ngọn nhị đẳng thế lực vì bất kính với một vị trưởng giáo của Tham Tinh Quang mà diệt thế lực phụ thuộc nhị đẳng, diệt sạch và môn phái thế lực đó. Đồng thời với chuyện này, Thanh Mộc Sơn cũng là nhắm một mắt mở một mắt. Sau lần đó, hung danh của Thanh Tinh Quang càng thịnh, thanh lọc lĩnh vực ở phía nam dường như không có ai dám đối địch. Trưởng giáo đại nhân rõ ràng là một thực lực võ, là võ thực lực bán đế, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, chắc sợ Thanh Mộc Nam Lâm cũng nhúng tay vào. Tên người đến trẻ tuổi cũng biết ăn nói, tích một chút khẩu đức. Người sống bao nhiêu năm rồi, sao lại nói chuyện như là đánh rắm vậy? Tuổi của người gắn lên người con chó rồi, hay là có sống nhưng mà mất vậy? Hãy cho một tên ốc còn ngóng cuồng tự đại, người sống đủ rồi hả? Tiểu tử người, hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi. Hắc Mãnh trại chủ, nếu dám ra tay với đệ tử của ta, ta nhất định sẽ san bằng Hắc Mãnh trại của người. Chuyện này thế lực đáng sợ quá. Tuy không trách tình, không ngờ lại đột phá đế bán đế rồi. À, không được rồi, xem ra Thanh Mộc Nam Lâm sắp vượt khởi rồi. Các vị trưởng giáo cùng là thế lực thuộc Thanh Mộc Nam Lâm, các ngài có phải là xem thường Thanh Mộc Nam Lâm ta không? Tuy không trưởng giáo, ngài hiểu lầm rồi. Sao bọn ta dám xem thường Thanh Mộc Nam Lâm ngài? À đúng đó, Thanh Mộc Nam Lâm của ngài là thế lực trực thuộc chính thống của núi Thanh Mộc, sao bọn ta dám? Hiểu lầm. Lúc trước Hắc Mãnh trại sẽ nhục Thanh Mộc Nam Lâm ta, sao các người cười vui như thế, cố ý gì hả? Tuy không trưởng giáo, thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình. Hắc Mãnh trại chủ nhìn thấy rồi chứ, đây chính là viện binh của ngài, một đám tiểu nhân tham sống sợ chết. Có người tới. Tham Tinh Quang, là Tham Tinh Quang tới rồi đó. Tốt quá rồi, Tham Tinh Quang tới rồi. Tham Tinh Quang, đương gia trưởng lão, nhất phạm bản đế. Lôi Văn Các trưởng giáo, bái kiến chư vị trưởng lão đại nhân Tham Tinh Quang. Hắc Mãnh trại trại chủ, bái kiến Tham Tinh Quang, chư vị trưởng lão đại nhân. Cùng là thế lực thuộc Mộc Sơn. Theo lý mà nói, không cần phải quỳ bái, chỉ là không ngờ những tên phò tá thế lực lại sợ Tham Tinh Quang như vậy. Hắc Mãnh trại chủ, vết thương tích này trên người của người là ở đâu ra? Họ trưởng lão, ở trước đó khi ta đi chào hỏi Nam Lâm giáo chủ, đệ tử của hắn lại dám mắng bỏ ta. Ta về đệ tử lý luận, Nam Lâm trưởng lão lại đánh ta trọng thương. Nam Lâm trưởng giáo còn bảo Hắc Mãnh trại ta và chư vị trưởng giáo và trưởng lão cùng quy nhận tội, ở thế này là quá bắt nạt người khác. Lời của Hắc Mãnh trại chủ thật là thật, hy vọng trưởng giáo đại nhân làm chủ cho ta. Một đám tiểu nhân, nếu không phải là Tham Tinh Quang, hôm nay chắc chắn là ngày các người phải chết. Ê, khí tức của Tỳ Không Trích Tình này thấy thế nào? Bán đế với võ vương, biết nặng biết nhẹ, người hiểu đó. Tỳ Không trưởng giáo, chúc mừng người đã vào bán đế cảnh. Hai vị trưởng lão khách sáo rồi. Tỳ Không trưởng lão, tuy là chúng ta không có đồng môn nhưng cũng là đồng rễ, không biết ngươi và các vị trưởng lão có ăn oán gì, không ngại thì nói thẳng, chúng ta
đừng có thương hòa khí. Nhất phẩm của ty không trách tình ta, mọi người đều đã thấy. Nếu không phải là Hắc Mãn trại chủ là sỉ nhục ta, đệ tử của ta cũng sẽ không có sỉ nhục hắn. Sau đó Hắc Mãn trại chủ trong lúc tức giận lại dám ra đòn sát thủ với đệ tử ta. Ta chỉ đành ra tay ngăn cản lại, nên mới khiến hắn bị thương. Còn về chuyện ta bảo chư vị trưởng giáo quỳ xuống xin lỗi ta, đó là lời vô căn cứ, rõ ràng là bọn họ tự mình muốn làm, ta không uy hiếp. Lời của Ti Không tiền bối nói chí phải, tất cả là do Hắc Mãn trại chủ tự làm. À nói vậy, không có được nói lời linh tinh. Ai muốn làm lộn, có ngon thì đứng ra đây. Là ta, lúc trước Nam Lâm chiến hạm bị chìm, Hắc Mãn trại chủ của người bèn dẫn người tới nhục mạ, Ti Không trưởng giáo không thèm để ý người. Càng được nước lớn tới, càng nói càng khó nghe. Khó nói người trẻ này là đệ tử của tiền bối. Ti Không, cho dù đổi lại là ta, cũng ôm một cục tức lửa trong lòng. Thấy Ti Không tiền bối cảm thấy không đáng. Không sai, vị huynh đệ này nói đúng, dù sao là thị phi, công đạo lòng người rõ. Đúng, Hắc Mãn trại chủ, người dù sao cũng là một trại, sao lại có thể vô liêm sỉ mà điên đảo thị phi? Không ngờ những người vây quanh không có liên quan tới Mộc Thanh Sơn đều ra mặt quản chuyện rồi. Cái tên Hắc Mãn trại chủ này quá đã đến mức dân chúng dè biểu rồi. Hắc Mãn trại chủ, ngươi còn gì muốn nói? Đừng hòng mà liên lụy tới danh tiếng tham tinh quan ta. Hai vị trưởng lão, bọn họ đang nói dối, các người phải tin ta. Ngươi thân là phò tá thế lực của Thanh Mộc Sơn mà phẩm hạnh lại như vậy, năm nay ta sẽ thỉnh cầu với Thanh Mộc Sơn loại trừ Hắc Mãn trại ngươi, để ngươi miễn làm mất mặt Thanh Mộc Sơn. Trưởng lão khai ân, ta không dám nữa, hy vọng trưởng lão cho ta một cơ hội làm lại. Ôi hay, không hổ là cách làm việc tham tinh quan, thưởng phạt phân minh, đúng là hả dạ ghê. Hy vọng các người có thể lấy đó làm gương mà tự nói lấy. Đứng dậy đi, đều là đồng căn, không cần phải quỳ bái. Bình thường quan hệ của Tham Tinh Văn và Thanh Mộc Nam Lâm không tốt cho lắm, không ngờ hôm nay lại hành động như vậy, ra mặt thay cho Thanh Mộc Nam Lâm. Ti Không trưởng giáo, không biết trước đó đệ tử sỉ nhục Hắc Mãn trại chủ là ai? Hồi bẩm trưởng lão, là hắn. Không ổn, lẽ nào bọn họ đến phạt Sở Phong? Vạn bối Sở Phong bái kiến hai vị trưởng lão. Sở Phong à, Ti Không trưởng giáo, tên đệ tử này của người có gà đó là nhân tài, bảo sao Ti Không trưởng giáo lại ra tay cho Hắc Mãn trại chủ vì hắn? Nguyên Thanh Tàn Quảng, con không ra đây bái kiến Ti Không trưởng giáo. Vạn bối Nguyên Thanh, vạn bối Tàn Quảng, bái kiến Ti Không trưởng giáo.